Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sau Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Đan Nguyên đường phố gây ấn tượng khi lưu diễn ở hải ngoại. Trọng Nghĩa Đan Nguyên đường phố vừa có chuyến lưu diễn 2 tuần lễ tại nước Úc. Đây là lần xuất ngoại đầu tiên của chàng trai này để giới thiệu tiếng hát của mình đến với khán giả ngoài nước. Trọng Nghĩa nổi lên từ khi đăng tải những clip hát rong bán kẹo kéo của mình lên trang YouTube. Vì tiếng hát có phần giống nam ca sĩ hải ngoại Đan Nguyên nên anh nhanh chóng được nhiều người biết đến. Anh cũng chính là nguyên nhân gây ra cuộc chiến giành giật giữa Mr. Đàm và Quang Lê. Hiện tại Trọng Nghĩa đang tích cực ra mắt các sản phẩm, học thêm thanh nhạc để có thể theo đuổi sự nghiệp ca hát của mình. Trong 2 tuần lễ lưu diễn ở nước Úc, anh được gặp gỡ rất nhiều danh ca dòng nhạc trữ tình bolero như Như Quỳnh, Trường Vũ. Đặc biệt anh có dịp được song ca với nữ danh ca hải ngoại Như Quỳnh, ca khúc Chuyện Hoa Sim. Trong 6 show diễn tại đây, anh nhận được sự ủng hộ và cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Đa phần cộng đồng người Việt xa nhà đều dành tặng những lời khen cho những nỗ lực và cố gắng của Trọng Nghĩa trong thời gian vừa qua. Đáp lại những lòng tin của khán giả, Trọng Nghĩa đã thể hiện một số ca khúc đã làm nên thương hiệu của mình như Thành Phố Buồn, Lời Đắng Cho Cuộc Tình. Trọng Nghĩa cho biết đây là lần đầu tiên anh được xuất ngoại. Anh không nghĩ một ngày mình lại được đứng ở trên những sân khấu sang trọng và hát cho khán giả kiều bào nghe. Anh sẽ cố gắng hơn nữa để đáp lại tình cảm và sự yêu mến của tất cả mọi người. Trong 2 tuần lưu diễn ở nước Úc, anh đã được một số khán giả giới thiệu và đi thăm một số thắng cảnh tại đất nước này. Trọng Nghĩa cũng tranh thủ check-in và chia sẻ những hình ảnh của mình để các fan và khán giả trong nước được biết cuộc sống tôi đang dần sang một trang mới tốt đẹp và tươi mới hơn. Tôi sẽ nắm lấy cơ hội này để phát triển mình thêm nữa. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng, anh Quang Lê đã chỉ dạy cho tôi. Bảo ban để tôi có được như ngày hôm nay. Sắp tới tôi sẽ ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mới đều thuộc dòng nhạc trữ tình. Mong rằng khán giả luôn luôn ủng hộ tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.